Rồi. Con xin chào ông bà cô chú. Hôm nay con đi lãnh thưởng. Tại con có được món quà. Dạ. Con hôm nay bé Thơ là hôm nay là lễ tổng kết của bé Thơ nha cả nhà. Rồi mới bé Thơ mới đi lãnh thưởng về và được một phần quà. Bây giờ bé Thơ sẽ khui ra cho ông bà cô chú anh chị coi nha. Con vui không? Con có thích không? Dạ. Rồi con khui ra đi coi phần quà trong đó có gì nha. Đây là giấy khen của anh Thơ nè cả nhà. À, Nguyễn Hồ Anh Thơ lớp 22 học sinh xuất sắc năm học 2022-2023. Rồi mình quả quà xem ở trong đây nó là quà gì. Quà tập á. Quà tập á. Nhưng mà không biết quà tập đó hình gì. Rồi gửi ra trang quà cho cô chú coi. À, bé Thơ học thi học kỳ 2 toán được 10, tiếng Việt 10, anh văn 9 nha cô chú. Rồi. Rồi, mình thử lại gì đây. Cái chậm tập luôn. Wow, mình thử là 10 cuốn tập. Thứ là 10 cuốn tập nha cả nhà. Thằng thứ. Hả? À, con thích không? Thôi con khui ra thử ai con có khui được không? Có không? Có cái chỗ nào để khui không? Nó làm kính mít luôn hả? Thử cái chỗ này coi nha. Bứt ra được không? Cuốn tập dày không? Khui ra cuốn tập 96 trang cả nhà ơi. Trời ơi, con nhận được phần quà con vui không? Vui. Ủa sao mấy cuốn tập này giống nhau vậy? Ừ. Thì một chồng đó. Rồi có hai cuốn. Có hai hình à. Tập 96 trang mà dày mo rồi đó nha, giấy cứng. Hôm nay trong lớp con được bao nhiêu bạn lãnh thưởng? 19 bạn. Có mấy bạn không được ảnh hưởng? 8 bạn. À, có bạn nào ở lại lớp không? Dạ không. Hồi nãy là Tiên đi rước Thơ trễ nên không có chụp hình được với lại mắt bé Phú này cả nhà. Chở bé Phú đi theo rước bé Thơ nên không có chụp hình chung được mà cô giáo có chụp. Để một hồi Tiên sẽ up cái hình này là cái hình bé Thơ chụp với cô giáo lên video cho cả nhà xem nha. Cho con mời cô chú xem nha. Thôi con hỏi coi đây tập thơm không? Tập mới thơm không? Hồi xưa mẹ lãnh thưởng đó. Thơm. Mẹ cũng thơm mùi tập mới á. Nhớ như vậy đó. Gán gán năm sau học giỏi nữa nha. Nè dụ muốn quay phim được là phải lấy đồ chơi ra dụ em bé Phú ngồi cái bên đây nè cả nhà. Đó, bài đồ chơi ra tùm lum hết trơn như nè, đừng quay cho chị Hai á, nếu không là nó lại nó xé tập của chị Hai à. Quay tập của chị Hai là không có cho quay đâu. Lấy đồ chơi ra dụ nè. Nè hello con gặp cô chú đi Phú à. Phú ơi. thấy máy quay rồi nè chị Hai nè, ở trong đó là chị Hai nè, má chị Hai đang lấy đồ chơi nè. Rồi bây giờ Phú muốn quay Phú đúng không? Phú đâu? Phú đâu? Em Phú đâu nè? Phú muốn quay Phú nè. Nè, cô chú ơi, em Phú đòi lấy quay không cho mẹ quay nè cô chú ơi. Em Phú quậy rồi.
Trời mưa rồi. Rồi con bye bye cô chú.